Mình đã luyện tập rất là nhiều để đến với buổi offline freelance năm nay. Bây giờ mình chạy đi nè. Đó, mới chiều thôi là có những bạn đến đây đã khởi động trước, làm nóng người. Rồi vô mình thử môn mới cái nha. Rồi mở màn ngày hôm nay là chúng ta sẽ giao lưu bộ môn đóng bật. Đó, đóng từ trên đó xuống. Ây da, nói chung á tập là phải té à. Đối với tụi mình á cái chuyện này rất là bình thường luôn á. Mình phải chinh phục những cái khó hơn nữa. Đó, thấy chưa? Các em này còn nhỏ hơn mình rất là nhiều luôn mà vẫn làm được ok. Tiếp theo là đi quanh phút dặm, nếu mà ai tới trước người đó sẽ thua. Và trong cái game này đội Bình Dương đã thắng. Còn cái game này thì chỉ có mình và ông trọng tài là làm được thôi. Nói chung á là còn chơi nhiều trò lắm luôn. Tiếp theo là phần thi đá ván, mọi người được chủ shop thử thách đá ván qua một hàng ván như vậy thì sẽ được có quà. Và cuối cùng thì không ai làm được cả, chỉ có mình làm được thôi. Nên mình tự phong mình là giỏi nhất luôn nha mọi người. Rồi cảm ơn. Rồi cuối buổi thì cả nhóm mình kéo nhau đi ăn lẩu chay. Rồi hẹn.